Xin chào các bác, rất vui được gặp lại các bác trên kênh YouTube của Đồng hồ Quang Lâm. Và ngày hôm nay bên em có về được với các bác một mẫu đồng hồ của thương hiệu Casio. Đây là một chiếc Casio được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam bởi Đồng hồ Quang Lâm và chiếc này là một chiếc Edifit khá đẹp. Chiếc này nó sẽ phù hợp với các bác mà có cổ tay vừa và tay to, thích đeo là chiếc đồng hồ mà hầm hố ở trên cổ tay thì các bác có thể quan tâm chiếc này. Và ở đây các bác sẽ có hướng dẫn sử dụng kèm thẻ bảo hành quốc tế các bác nhé. Đó cho chiếc này và ở đây chúng ta sẽ có Casio Edifice chiếc này của các bác sẽ có là chống nước 100 m này thép không gì và có chôn grab và Edifice EF 558SG gạch ngang 1 AVUDF với giá bán lẻ đề xuất à chữ này là mã mod module là 5177 các bác chiếc này được bán lẻ đề xuất đâu đấy khoảng tầm 7 triệu rưỡi cho một chiếc hàng mới tại thị trường Việt Nam các bạn nhé còn đây của em nó là hàng new full book chưa qua sử dụng sai mặt đường kính ở trên chiếc này chúng ta sẽ có size khoảng 43,8mm và chiếc này nó có độ dày là 14,3 lắc tu lắc ở đây chúng ta đo được là 50,8 và nó hợp với các bác có cổ tay vừa và tay to. Tay khoảng tầm từ 16 5 17 trở lên thì các bác đeo chiếc này nó mới đẹp được. Mặt đeo có màu đen và các bác sẽ có 12 bộ cọc số index đính nổi, bộ kim mình lưỡi kiếm cắt cụt và viền của các cái ô sắp được mạ PVD màu vàng. Khá nổi bật trên cái mặt đầu này, có dạ quang đầy đủ trên thân kim và trên thân 12 bộ cọc số các bác nhé. Đó, các bác sẽ có được là ô chronograph tính phút ở góc 12 giờ này logo Casio Edifit lịch ngày lịch thứ và chống nước 100m ở bên góc 3 giờ ở đây nó là chronograph tính giây và bên này nó là chronograph tính uh, giờ các bạn nhắc trên này tính giờ được 5 tiếng tính giờ chronograph này các bạn và vành đo vận tốc tachymeter được đặt phía bên trong mặt kính và kính trang bị trên này nó là kính khoáng cứng chống xước của Casio kính mineral crystal về bên trên bên ngoài thì các bạn sẽ có được mạng PVD màu vàng các bạn nhé ba núm chỉnh phía bên hông hai núm có dành cho chronograph và một núm chỉnh giờ chính có khía cạnh có logo và có gờ bảo vệ thiết kế rất thầm mố ở đây chúng ta sẽ có thông số mặt sau chiếc này sẽ có là sử dụng module là 5177 này EF 558 là mã dòng tép không dỉ và chống nước 100 m tem nhập khẩu chính hãng sản xuất và lắp ráp tại nhà máy của Casio nước thứ ba sau đó xuất về thị trường quốc tế trong đó có thị trường Việt Nam và ở đây các bác sẽ có đáy xoáy và pin thường, hết pin là các bác thay. Đi kèm chắc là một bộ khung vỏ làm bằng thép không dỉ và dây nó là dây thép đúc đặc. Dây trên này rất là chắc chắn và dày dặn. Đềm bi vàng một sợi ở giữa các bác nhé. Hai chỉ hai bên nó là hoàn thiện phay xước. Khóa gần một bên và có logo Casio Edifit. Trên này sẽ được đồng lâm bảy hai 725 và thay thế pin miễn phí trong thời gian bảo hành. Đó em sẽ lên thử trên tay 17 cho các bác chiếc này với chiếc này thì các bác nên có cổ tay tầm khoảng 17 trở lên các bác đeo chiếc này sẽ rất đẹp hầm hố và khá nổi ở trên cổ tay để mi vàng một chút lên tay nó rất là nổi bật các bạn Chiếc này hiện tại đồng quan lâm về với các bác giá tại thời điểm hiện tại giữa tháng 4 năm 2023 là 5 triệu 350 000 mã của chiếc này là 2667 các bác nhé 5 triệu 350 000 Và giá này nó có thể thay đổi tùy thuộc thời điểm mà Và tùy thuộc cái chương trình khuyến mại của bên em Các bác mà đang quan tâm và yêu thích chiếc này Các bác có thể truy cập trực tiếp vào website đồng quang lâm.com để đặt hàng Với mã 2667 giá là 5 triệu 350 000 Hoặc là các bác có thể liên hệ đến bên em theo các đầu số hotline 1900 3468 Hoặc là số 0915 559 883 hoặc số 0834 69 6699 hoặc qua trực tiếp cửa hàng để thử trên tay. Đầu quan lâm xin được chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay và xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.